Thưa quý vị, sáng nay, thành phố Đà Nẵng long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào ngày 5 tháng 9, 1962, ngày 5 tháng 9 năm 2022 và 45 năm ký kết hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào ngày 18 tháng 7, 1977, ngày 18 tháng 7 năm 2022. Dự buổi lễ về phía thành phố Đà Nẵng có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng, Nguyễn Văn Quảng, ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố lương nguyễn minh triết và phó bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố lê trường chinh cùng dự buổi lễ có trung tướng thái đại ngọc ủy viên ban chấp hành trung ương đảng tư lệnh quân khu năm tổng lãnh sự cộng hòa dân chủ nhân dân lào tại thành phố đà nẵng sô phanh hà đào Huy quân cùng đại diện các cơ quan ngoại giao trên địa bàn thành phố đà nẵng đây là một cuộc mốc trọng đại của tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam Lào là dịp để hai bên cùng ôn lại lịch sử hào hùng của liên minh đoàn kết chiến đấu Việt Nam Lào, sự giúp đỡ và ủng hộ chí nghĩa chí tình trước sau như một giữa hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập cho dân tộc trước đây và trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước ngày nay. Đồng thời, đây cũng là hoạt động góp phần tăng cường tuyên truyền giáo dục các tầng lớp nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ về ý nghĩa và tầm quan trọng của quan hệ Việt Nam Lào dựa trên mối quan hệ lâu đời đặc biệt thủy chung son sắt giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam Lào thời gian qua mặc dù không có chung đường biên giới với Lào song thành phố Đà Nẵng đã chủ động xây dựng và thực hiện nhiều chương trình hoạt động hợp tác ý nghĩa với các địa phương của Lào và cật hái được nhiều kết quả tốt đẹp đến nay thành phố Đà Nẵng đã ký kết 35 văn bản thỏa thuận và ghi nhớ với 7 địa phương của Lào gồm thủ đô viên trăng tỉnh Sayaburi và năm tỉnh Nam Trung Lào gồm Savanakhet, Chambasot, Sekong, Salavan và Atapu. Nhìn chung, bị triển khai thực hiện các chương trình, dự án hợp tác, hỗ trợ theo biên bản ghi nhớ trong giai đoạn 2018-2022 giữa Đà Nẵng và các tỉnh bạn Lào cơ bản hoàn thành đúng tiến độ, mang lại hiệu quả tốt các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cũng như của thành phố Đà Nẵng đã có nhiều chuyến thăm, hội đàm, thường xuyên trao đổi cả về những vấn đề song phương và hợp tác khu vực quốc tế. Trong đó, nổi bật là các chương trình, dự án hỗ trợ các tỉnh bằng Lào trên các lĩnh vực, xây dựng và nâng cấp các trường học, công trình công cộng, các trung tâm dạy tiếng Việt, cấp học bổng cho sinh viên Lào theo học tại Đà Nẵng, cử giáo viên dạy tiếng Việt tại các trung tâm tiếng Việt ở Lào, tiếp nhận cán bộ của Lào, thực tập và học tập kinh nghiệm tại thành phố Đà Nẵng, hỗ trợ về trồng trọt, chăn nuôi, hỗ trợ nghiên cứu, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương với tổng kinh phí đã thực hiện gần 116 tỷ đồng trong giai đoạn 2018-2022.